anh cho cô. Anh tặng em quà này hả? Quà gì đẹp quá anh. Là bồ công anh đó. Em có thích không? Dạ, em thích lắm. Thấy em buồn quá nên anh gom qua bồ công anh lại tặng em. Cảm ơn anh cho cô. Em sẽ mang về nhà và trồng nó. Tuyệt quá. Bồ công anh của mình sống mãi đẹp mãi nhé, niềm vui của mình. Ôi không, sao nó lại héo như vậy? Hay là em tưới nhiều nước quá? Chú cô à, bông vào ăn cơm, tối rồi tụi con ơi. Em mà không chịu ăn uống gì thì em sẽ héo như cái hoa đó, nghe chưa? Em tên là Bông, không nhớ hả? Anh kem kỳ cục, em đang buồn còn ghẹo em. Em không thèm chơi với anh nữa. Hoa nở rồi hoa tàn, em muốn hoa tươi hoài, đâu có được. Không ấy, em chơi hoa giả đi. À, Bông ăn cơm đi. Anh có cách làm cho hoa bồ công anh sống lại rồi. Đa đa, đây là bình xịt tăng trưởng thần kỳ cho hoa. Ôi, nó sống lại rồi. Bồ công anh, bạn sao vậy? Bạn bệnh hả? Không! Anh cho cô ơi! Anh kem ơi! Anh cho cô ơi! Cứu bồ công anh cho em! Cứu! Không, bồ công anh ơi, đừng biến mất. Thôi em đừng buồn nữa. Bình xịt tăng trưởng của Choco có tác dụng, nhưng hoa nở rồi lại tàn, chuyện đó bình thường mà. Tại anh kem hết. Anh làm bạn em biến mất, bồ công anh của em. Bé Bông, em không biết là bồ công anh đang thực hiện một sứ mệnh sao? Sứ mệnh gì? Sứ mệnh gieo sự sống khắp muôn nơi. Rồi nơi này sẽ có người thực hiện sứ mệnh đó. Sẽ có thêm bồ công anh mới. Và chúng ta lại có những người bạn mới. Thì ra quy luật là như vậy. Bạn hãy thực hiện sứ mệnh của mình đi. Mình sẽ ở đây. Hẹn gặp lại. Qua bồ công anh.